Đi học đã mệt rồi mà còn phải lo người khác có thích mình không. Ừ. Sam, cậu làm gì kìa? Cậu đổ hết nước ra vào tớ rồi. Ôi, tớ xin lỗi, tớ sẽ đi ngay. Cậu có đang nghĩ giống tớ không? Làm cho xong bài tập về nhà luôn để không quên nào. 3, 2, 1 và lên. Wow, nhìn chỗ nước kia kìa. Cậu ấy sẽ bị ướt hết mất. Xong nhé, cho cậu một bài học. Thôi, hỏng bài tập về nhà luôn rồi. Không nổi tiếng khổ thế đấy. Hết giờ rồi. Bài này cháy thế. Thời gian mình thích nhất trong ngày nè. Và đây là bữa trưa đỉnh nhất. Bày biện ra đã nè. Y như cách mẹ dạy ấy. Suýt nữa thì quên khăn ăn. Không có thì sao ăn nổi. Phải bảo vệ áo mình. Cái đẹp nhất đó. Cố định vào áo rồi đấy. Không thể để bị ốm nhỉ. Bánh của mình không được dính vi khuẩn nha. Đến bữa trưa rồi hả? Tớ còn chả nghe thấy chuông ý. Thời buổi này ai lại dùng dao cắt bánh mì nữa. Kéo cho nhanh này. Ok là cắt ngay giữa nhá. Chuẩn. Bẩn chứ kìa. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Cậu đúng là vô lý đùng đùng. Ew. Không. Khoan đã. Olivia. Rồi ôi. Phải đỡ bánh. Tuyệt. Nguyên liệu ảo diệu nhất. Cái này ổn áp nè. Vừa như in luôn thấy không? Thẻ căn cước của mình. Cậu đang làm gì thế hả? Được rồi, vào túi đi. Mang về nhà rửa vậy. Cậu biết cái bánh này cần gì không? Ngọt ngào hơn nữa chứ sao. Chà, ngọt tới nóc luôn đê. Nhìn ngon nghẻ thật đấy. Ủa, có tuyết hay gì thế? Hoàn hảo. Ủa nhỏ kia. Đừng lo nhé, để tớ giúp. Không ai muốn ăn đồ ăn dính tóc đâu. Tớ mượn một giây thôi. Kinh thật. Đấy. Ngon dã man con ngan. Tớ rất mừng vì cậu thấy ngon. Lại một tối thứ sáu ở nhà. Thích hợp để chăm sóc bản thân. Lại là cậu với bộ móng sao. Ôi, điện thoại của mình sao? Ai vậy ta? Có bữa tiệc vào tối nay. May là mình vừa làm xong bộ móng. Nhỉ? Xem này. Thôi, tớ không đi tiệc đâu. Đi mà. Được rồi. Yay! Đi nhé. Chúng ta mặc gì đây? Bước 1. Ok. Tớ sẵn sàng rồi, trang phục đã xong. Cậu đúng là giỏi việc này. Vậy còn bước 2? Hả? Tớ á? Không, tớ được rồi. Không, cậu không để tớ chọn đồ cho cậu à. Ôi, đừng làm đôi mắt long lanh đó chứ. Cậu biết tớ không từ chối được mà. Ok, tớ sẽ thay. Xong, cậu nghĩ sao? Yay, chúng ta giống như sinh đôi ý. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với đôi giày? Trông thật buồn cười. Sao cơ? Ghê lắm hả? Cực ghê luôn. May là tớ có đôi này cho cậu. Mà cho con người mang sao? Tớ thả đi trên đất còn hơn. Chà chà. Có đấy. Thôi mà. Yeah. Được rồi. Đôi bút bẩn đổi lấy giày cao gót sang trọng. Cậu vừa lòng chưa? Woohoo. Đi thử đi. Ok. Để thử nào. Không ổn rồi. Tớ té rồi. Ôi không. Chắc là đau lắm. Tớ không sao. Sao cậu đi được trên đôi này vậy?
Ngước mặt lên. Ok. Ưỡn ngực. Ok. Vô phương rồi. Chờ chút. Cậu có gì trong đó vậy? Xem nào. Oh, dễ thương quá. Sao nó vào đây được vậy? Hả? Không muốn biết luôn ý. Cái gì vậy trời? Không biết luôn. Oh, đi rồi. Sao cơ? Yay. Nữa hả? Để móc áo này trong áo sơ mi. Nó có thể giúp cho tư thế của cậu. Được rồi này. Wow. Giờ cậu đi thử đi. Được thôi. Cậu làm được đấy. Và rất tốt. Cứ như người mẫu chuyên nghiệp vậy. Tuyệt vời. Yeah, đến bữa tiệc thôi. Chỗ này đông quá. Cậu có thấy hai đôi giày đó không? Thật là lộng lẫy. Tớ sốc đấy. Thật không công bằng. Ghen tị dữ. Đi thôi. Tớ sẽ nhờ cô ấy chơi bài hát của tụi mình. Cho tôi yêu cầu nhé. Cảm ơn. Chào cậu. Ôi trời, nhìn đôi vai đó kìa. Ê, cậu muốn gì? Đó là móc áo sao? Đi chỗ khác đi nào. Tớ luôn ở bên cạnh giúp cậu đấy. Nghe đoạn riff này nè. Tiệc này sẽ tuyệt lắm cho xem. Wow, Annie, nhìn ổn áp quá nhỉ. Đúng là biết ăn mặc để đi tiệc đấy. Cả đôi giày trông cũng phong cách. Mà chờ đã, cậu không thể cứ thế đi vào. Bữa tiệc này có kiểm tra chiều cao. Tụi tớ không muốn để trẻ con vào. Thôi nào, tớ chỉ kiểm tra xem cậu có đủ cao không. Ôi à, cậu hẳn là đủ cao rồi. Mới vào, bữa tiệc đang chờ cậu đấy. Hey John, tớ nói chuyện với cậu sao nhé. Dọa tớ hết hồn hết vía. Wow, cô thực sự chuẩn bị kỹ đấy. Đôi tất độc lạ và giày thể thao ư? Này John, nhìn cô ấy đi chứ. Được rồi, đến đây để tớ kiểm tra chiều cao của cậu nào. Cậu còn xa nữa mới đủ chuẩn. Xin lỗi, chắc cậu phải tìm bữa tiệc khác rồi. Vậy tớ là một ngoại lệ được không? Giờ cậu xong rồi. Nếu tớ nói không được vào thì cậu không được vào. Ra khỏi đây ngay. Rồi ok, tớ sẽ đi. Có lẽ mình cũng chẳng muốn vào bữa tiệc ngu ngốc đó. Hẳn trong ấy toàn người xấu tính như cậu ta. Này, chờ đã. Mình có ý này. Chuẩn, sẽ hiệu quả cho coi. Chỉ cần tháo giày ra để ngay đây. Rồi cẩn thận cuộn tất của mình xuống. Giờ tháo tất ra khỏi chân. Nhưng mình vẫn cuộn nó lên. Như vậy đó. Giờ tất đã cuộn chặt. Mình sẽ để nó vào phần gót giày. Và rồi nhét chân vào giày. Xong. Tất trong giày sẽ khiến mình cao thêm. Xin chào, tôi muốn vào bữa tiệc. Lại là cậu. Đã bảo đi đi rồi mà. Kiểm tra lại đi mà. Được. Cũng chẳng có gì khác đâu. Này, thấy không? Cậu vẫn thế mà. Chờ đã, cậu cao hơn. Sao lại thế này được? Mình không thấy chiêu trò gì. Chà, luật là luật. Cậu có thể vào. Yeah. Diệp ơi, ta đến đây. Sao cậu ấy lớn nhanh vậy? Thôi kệ, không sao đâu. Hả? Hay ho phết. Em kẹo của tớ nè. Nghe thấy không? Tớ cũng có snack nhé. Tươi ngon nóng giò nè. Chúc ngon miệng. Vậy hả? Thế thì xem hàng của tớ này. Kẹo cậu chứ. Wow. Cá chắc là cậu không thể ăn hết. Nhưng tớ có thể thồn trong một nốt nhạc đấy. Thế nào cũng có bị Tào Tháo dí cho coi. Chiếc burger đầu tiên đến đây. Mặn mòi quá. Có chừng nè. Kinh khủng. Nhưng cũng đỉnh đó. Không có thời gian dùng dĩa đâu. Cứ nhồi hết mọi thứ đi. Tớ không ăn bừa bộn đâu nha. Không như đồ quái vật bên kia.
cậu nói ai là quái vật thế? Xong rồi. Tớ cũng xong rồi. Ok. Đến lúc dọn dẹp rồi. Càng nhiều giấy càng tốt nhé. Woohoo. Tháo vát quá đúng không? Rồi ạ, cẩn thận giúp tớ với. Cho cậu giấy nè, giấy nữa nè. Gì đấy? Cho đó hả? Nó giúp tớ tiêu hóa tốt hơn á? Bất công ghê. Tớ cũng muốn uống cái gì ngon ngon. Đưa đây xem nào. Còn nhiều thế này cơ mà. Rồi ạ. Này, cậu điên đó hả? Xem có lãng phí không kìa.